Chào cua nha. Mày làm gì ở đây thế? Cái thằng ngu này. Đây là nhà tao mà, tao ở dưới nước mà. Tao hỏi ngu thế nhỉ? Chả là tao muốn đến đây để học đi lặn đi bơi với mày. Mày có biết bơi không? Hả? Mày có biết bơi không? Ơ thằng kia sao mày điếc à? Không trả lời thế. Thằng này nhìn cái mặt ngu lắm rồi. Không tin được. À, thế nào? Ơ, cái thằng kia. Mày không thấy tao ở dưới nước đây à? Ê, xuống đây, tao dạy bơi cho. Mày cứ chửi tao ngu suốt rồi, cứ xuống đây đi. Ê, thì tao bảo rồi, đây là đất nước của tao, hiểu chưa? Nhảy xuống với tao, tao dạy cho. Đừng có ở đó. Ê. Mày không lừa ta đấy chứ. Tao nhảy xuống đây. Nhưng mà xuống đấy thì mày đừng có bắt tao ăn thịt tao nhé. Ơ cái thằng kia, bắt là bắt thế nào? Tao mày là bạn cơ mà. Tao không tin được. Này này, xuống đi. Đi đi. Ê. Ấy mát chết nhỉ. Ơi, vương tao ra. Ê, tao không vương đâu. Ôi thằng kia, xuống đi chứ. Này xuống đi. Tao không xuống đâu. Mày kẹp tao đâu quá. Thì tao dạy mày chứ, phải cầm chân cầm tay một tí chứ. Mày không. Xuống đi. Xuống đi. Tao không xuống đâu. Mày buông tao ra. Nếu không tao la lên đấy. La lên làm gì. Xuống đi. À buông ra. Thằng này ăn thịt tao rồi. Tao nhớ tao giả vờ chết. Một anh chàng bọ ngựa đang đi kiếm ăn gần đó. Ôi, cái gì đấy, nhà ai kêu cái gì đấy? Ôi, thằng cua, mày ăn con nhện rồi. Thôi tao là người tốt, tao đến cứu con nhện đây. Mày có mày người tốt. Ê, tao là người tốt đấy. Mày buông nha, con cua này không tao đạp chết đấy. Ôi. Con nhện này tao cứu mày, mày lại láo với tao à? Ra mày đấy, mày cũng muốn ăn thịt tao thôi. Không, tao là người tốt mà. Thằng vớ vẩn thế nhỉ. Tao đến đây cứu mày mà lại cắn tao rồi. Cái thằng này nhìn cái răng mày kìa. Láo thế nhỉ. Tao đi cứu mày, mày lại cắn tao. Tay thơm nhỉ. Ê, thằng này, mày láo với tao, tao phải ăn thịt mày mới được. Đừng có giả vờ Bồ Tát. Ai ạ. Thịt mày có vẻ là thơm ngon phết nhỉ. Tao bị ngấm chất độc của nhện mày rồi. Để tao nghỉ ngơi phát, tao để chơi tiếp. Muộn cho. Nếu không tao lại cắn mày cho đến ngấm độc chết hết đấy. Tao không buồn đâu. Thịt mày ngon thế này cơ mà. Thằng cua. Thằng cua đâu rồi? Tôi đây. Mày có cảm thấy đủ chưa? Tao thiếu một tí để cho tao hai cái chân được không? Mày đến đây lấy đi. Rồi, tao xin hai cái chân thôi. Mình có hai cái chân ngon lành này. Này, tao ăn no rồi đó. Thậm chí tao để cả con cho mày luôn. Tao đi ăn món khác. Cảm ơn anh bọ ngựa nhé. Cảm ơn nhá. Anh đẹp trai số 1 thế giới. Anh là đẹp trai nhất ấy. Cái thằng điêu mà không cho nó còn nhịn có mỏ nó khen mình. Ê, cái thằng bọ ngựa ngu như chó. Ê, ngon thế này mà để mình ăn cả năm không hết. Ôi trời ơi là trời ơi. Bị lạc sang hòn đảo này rồi. May là có mấy cái lá này ăn cả năm không hết. Không là mình chết đói trên hòn đảo hoang này rồi. Không về nhà được. Chán thế. Làm sao mà có ai sang cứu mình đây nhỉ. Trời ơi khổ thế. Cái gì đây? Hình như là có chị mùa múa bên kia. Nó là cô đơn này sao ạ?
Nước này không lạnh lắm, chỉ hơi mát thôi. Có khi là mình sang bên đấy tán tỉnh cô gái này. Bơi, tôi bơi sang bên này. Lên được rồi. Em chào chị Mùa Mướm nha. Thằng nào đây? Thằng nào đến đây đấy? Em đến đây ngủ trưa ngắm cảnh đây. Cái thằng điêu thế nhỉ. Hay là mình nhờ nó? Đồ ngu, không biết bơi cũng bảo sang cứu người ta. Chị bảo ai đồ ngu đấy? Mới học bơi có một ngày đòi sang cứu người ta. Chán thế chứ lì. Tưởng anh Hùng ở đâu. Ê, nước ở đây sâu lắm đấy, có cả thùng luông đấy chị. Ê, thế này này. Ê, hay là cứ sang với tôi. Tuy rằng ở trên lưng tôi nó không được bằng phẳng, nhưng mà tôi còn hơn là ở đây cả mấy năm trời chết đói ở đây thì chết. Thế nào, nghĩ lại chưa? Anh cứ tính đi. Này, đây, trèo lên đây. Cẩn thận nhá, không được chết tôi đấy. Được. Ê, được rồi đó. Ê, có thể xuống được rồi, cứ ôm cổ người ta mấy. Xuống đi, cổ anh đẹp trai lắm chắc. Ê, cũng hơi đẹp. Giờ thì đến đây chị phải cho tôi cái gì chứ nhỉ? Cho cái gì? Giúp thì giúp chứ cho cái gì? Không, ý tôi là phải trả công ấy. Hay. Giúp mà cũng phải trả công rồi, trả chứ. Này. Ngon. Bước tới nhà. Cái gì mà căng thế, chỉ là ăn thịt người thôi mà. Kết mặt bước nhá, chúng ta la lên đấy. Ê, la lên la thế nào, trò chết này. Anh ơi, anh tha cho em ạ. Không tha đâu. Thằng nào đây, buông nhá. Mày láo, tao đọc chết bao nhiêu đấy. Anh tha cho em ạ. Dạ, em cảm ơn anh Hùng rất nhiều ạ. Không phải cảm ơn với cảm yếc gì hết á. Chẳng qua là thấy kẻ yếu là ra tay giúp đỡ thôi. Mày đứng lên đi mà đi về đi. Dạ em cảm ơn anh Hùng rất đẹp trai ạ. Lại nịnh nữa rồi cái con này. Vớ vẩn thế nhỉ. Tao nói cho mày biết á, tao cũng chẳng mê gì cái nhan sắc bé xíu của mày đâu. Bọn tao bỏ ngựa thế, bỏ cào cào cho cháu như bọn mày là chỉ muốn ăn thịt thôi. Mày cho mày á, là hên nhé. Tao vừa ăn ba con sâu xong no bụng rồi. Mày xéo đi về nhà đi, không tao đói tao làm thịt đấy, được chưa? Dạ em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dù sao anh ấy vẫn rất là tốt bụng.